không có vô đi chưa chuẩn bị đi. Mà nói nghe là tao hai cái đứa nhú em bự quá giờ. Mới đi bà đứa đó. Trời lẽ dữ vậy. Ông xã của chị nè, ông xã đi với em. Ôi trời ơi, tối nay giờ cho chơi, tối nay giờ cho chơi. Hứa, hứa tối nay giờ cho chơi đi với em. Ông xã. Ôi em gặp ông xã nha. Trời ơi, lập đầu chết cho bà vừa lòng nha. Trời ơi, ông xã lại lửa gì kìa. Trời ơi, chồng tôi kỳ vậy má. Trời ơi, ông xã. Trời, tập nói này tập riêng cái vú bự quá trời. Trời ơi, quậy quá trời đó. Đi vô, đi vô. Chớ ra cái điện thoại. Em gọi cho ai vậy bé ba? Ủa bé ba. Hai ơi, hôm nay chị Kè bán bún mới nữa. Bán bún thịt xào rất là ngon, 35.000 một dạ, rồi. Dạ. Chị Kè ơi, khách khen quá trời nha. Vô là nghe điện thoại hoài. Chị Kè đâu rồi? Bữa nay cái gì vậy? Bún trời. Thịt xào. Cái gì? Xào bò. Hay vậy? Rất là ngon, hồi nãy khách ở ngoài kêu hai phần ăn khách khen ngon, 35.000 một phần là có bò với chả giò nha mọi người. Bán phần như 50 hả? Không, thì con muốn ăn gì con ăn. 35 đúng không? Ủa, chỗ còn 50 chứ. Mày là bán riêng cho mày là phần 50.000. Trời ơi, thấy không? Bây giờ gì đâu đó. Thì ngày hôm qua là mọi người đã họ mọi người trong cái khu tiếng Anh nó không biết nói là cái khu gì. Khu ẩm thực. Khu ẩm thực. À, khu là khu ẩm thực trong đây là hôm qua đã ngồi họp bàn. Khu ẩm thực đập. Chú Kỳ nghĩ hả? Đầu từ ngày hôm nay và tuần sau là sẽ có nhiều chương trình khác để câu khách về càng nhiều và mọi người sẽ bán thêm nhiều món mới nữa và hiện tại là chị Cà đang dọn quầy tiếp nè và chị Hai cũng sẽ dọn quầy nha mọi người, con để bên con đi. Nàng gái mà nghỉ nữa kìa. Cứ để chung chung gì đi. Cái này vô núm vú gì. Trời ơi chết rồi, cái núm vú mà bự quá à con. Nàng gái mà nghỉ nữa hả? Ừ. Thì hiện tại là hồi chiều lúc mà 2-3 giờ là xin ghét có nhắn cho Hai là mẹ ơi hôm nay có bán không? Bữa giờ nhắn rất là đều, biết gì Hai nghĩ em nhắn rất là đều nha. Tới hồi Hai bán là không thấy cái mặt chó nó đâu hết trơn hết hội hết. Đó, thành thử là chuẩn bị là Hai sẽ vô đây trở lại nha mọi người. Sẽ bán thêm nhiều món và sẽ làm thêm bánh bánh nậm, bánh bột lọc với bánh huế. Dạ. Tới khi Hai bán con đi bán vé lô tô rồi. Ừ, con cứ bán đi. Và hôm nay là mình sẽ bún chả giò. Em sắp đi bán vé lô tô đó mọi người. Đây, bún thịt xào của chị Cà, đây là cái chả giò mà chị Cà đã chiên sẵn nè. Cái này bột lọc phải chiên sẵn, mọi người không thể nào mà chiên chưa chưa ai ăn rồi mới chiên nha, để như rất là lâu nha mọi người nha, rất là giòn nha. Đây em ăn thử một cái cho mọi người nha. Ăn thử. Ngon. Ghi biểu giùm là có đồ ăn luôn. Ở trong này có tôm, có thịt rất là ngon nha, rất là giòn mềm mọi người. Hôm nay luôn hả? Đúng rồi, bún thịt xào mà thịt nó mới là thịt, thịt heo, thịt bò. Bò thì ý hay nói bún thịt xào mà không phải là xào thịt heo mà xào thịt bò nha. Không, bà Cà bà nấu đồ rất là chất lượng thực sự, rất là ngon. Mà tại sao mà chị Hai lên ký làm vậy đó, cứ bóc lụm riết. Nào. Đó. Ăn thử con đậu đã à, dài à, 2-3 củ. Thấy không, gửi rau này giá này, thấy chưa mọi người, giá đâu sống này mọi người thấy không. Rau này rau của không? Rau này là chị Cà hái ngoài vườn. Trời. Hả, rau sống mọi người. Nó gồm có rau nhấp cá nè. Rau tía tôm nè, rau quế, húng cây nè, với giá sống với mọi người, xà lách nữa nha mọi người nha. Gì vậy? Mít rồi mày. Ủa mà thịt bò đâu? Dạ mày. Em mà mít nào đúng không? Đây. Em mít vô nè. Em mít vô em. Đây là cái dĩa mà đây là cái giảo mà thịt bò của chị Cà. Đó, thấy chưa? Thịt bò nha mọi người. Theo như Hai được biết thì thịt bò này khoảng là 200.000 một ký á, tại vì bò tái nó nhiều loại lắm. 220 hả? Vậy là chị nói lộn, chị tụi mình xin lỗi em. Bò tái rất là nhiều loại, có loại 160 nha mọi người nha. 160 đó thì nghĩ là chắc tẩm quá chứ có trọng không à. Đó, rất là ngon nha không. Xào nè thì có sả nè với hành tây nè, đó miếng bò này mới nói bự quá nè. Bây giờ Hai sẽ cũng ăn thử miếng còn ngon. Mấy con Cà là món nào cũng ngon. Không, bà Cà bá giỏi thiệt sự. Cái nào chị cũng ăn thử đi rồi chị mới quảng cáo ra được. Rất là vừa vị luôn nha mọi người nha. Đâu vậy bé? Alo. Ở chị. Khách vào quá không thấy khách gọi Hai, trời ơi trời. Đó. Khách không thấy Hai, khách gọi Hai đi khách đó mọi người. Đó là thực sự nè. Chị Cà rất là ngon, ngày mai thì không biết chị Cà bán cái gì. Hồi nãy chị Cà mới chỉ cho chị Hai bán một món nước rất là ngon mà chị Hai đang suy nghĩ. Giờ chị Hai sẽ không bật mí.
chị Cà nó bảo đảm bán món này rất là ok luôn. Thì hai đang suy nghĩ nếu được hai sẽ tới luôn với chị Cà cái món đó. Bé ba, bé ba ơi, bé ba, ba ơi chị nhớ em quá, lấy cái vú lên nè. Trời ơi, nhìn cái nắm vú mà bị dê không có gì nhìn vú đâu ngoại trời. Chị nhìn dưới râu em. Nè, có râu đâu bà. Già ai dạ? Bé ba nói rồi, tuyên bố như cụ lì khi ba, cụ lì nào? Cụ lì. Ủa vậy hả? Trời ơi, chị quên cái tên của chị. Đừng có như Kim Biên nữa đâu mà hết. Không, Kim Biên không, không, Kim Biên bây giờ chuẩn bị hết trở lại. Thứ hai vô là chị hết trở lại rồi. Ủa thất đội nữa mọi người ơi. Gì vậy anh? Kêu quá, kêu bà. Hả? Bà mấy con gì? Bà ăn Kim Biên ngoài đó hường lắm, cái cụ lì á. Đây là đếm nhanh tính, nhanh tính. Kim Biên nha mọi người nha, rất là tưởng thương luôn. Dán cần bé mốt. Ai bà cả bà đi ăn chỗ khác rồi bà hai. Thấy chưa? Không, gọi cuốn của bé Đen, chị biết nè. Bà đâu có ôm bà, mẹ con tôi. Bà đâu có ôm mẹ con tôi đâu. Đi ăn chỗ khác nè. Mọi người không dịch lộn cho mày. Ngon thế cho mọi người. Đó hôm nay là chồng của bé ba vô luôn. Rồi đầu tiên đổ bánh luôn á chị, bỏng dứng luôn đi. Mà sao nó bự quá vậy? Bự như cái dáng nó vậy đó. Biết làm không Tuấn? Ôi dễ mà, thấy chưa? Ôi trời. Ôi lần đầu tiên. Em mạnh như cho chị, giống như là em đang mà lớn ở trong này mà không chị. Hỏi thăm em một tiếng gì trơn vậy trời. Trời con nói chuyện cà lâm quá, mẹ làm biết nói chuyện với cà lâm. Ở đâu sao rồi hả? Hỏi thăm kìa. Không ra đâu. Anh ra rồi. Chưa có quay được rồi, chưa có tưởng quay được rồi. Đó đây là bé bánh, bé ba chuẩn bị làm cho mọi người nha. Đỡ chưa chị? Cái bánh hơi bự vậy. Ừ, cái bánh hơi bự, cái kia bánh hơi bự. Kiểu này là lòi bé ba. Lòi bé ba cho mọi người. Mấy mũi chị? Mấy mũi? 4-5 mũi đó. Đó. Rất là ngon. Còn bên đây nè mọi người ơi. Ôi. Thôi khỏi giấu bà, tôi thấy bà ăn rồi bà khỏi giấu bà. Có người có bà sống mà sống bờ hay. Đảo hơn má con tôi đâu. Bà là tôi nhát lên tôi nói chuyện với bà là bà. Thấy không? Ăn nói đi nói chuyện. Thấy không? Mày thấy con người chị mày không? Chị trả cái mày đó mày thấy chưa? Sao vậy? Tao đâu có làm lỗi gì đâu, tao chỉ quen có ông trả đừng tuần mà ngày hai lần. Mà bà nghĩ sao bà đi ăn chỗ khác không ăn của mình. Ủa, ông cả ông xin số điện thoại Zalo em kết bạn nói chuyện thì em cho thôi, đúng không? Mình giao lưu mà, mình giao lưu mình bắt tay giao lưu thì cái biết kêu là bạn thôi. Chứ đâu có kêu kêu màu gạo luôn. Cái này nó cho mà. Ai đừng có nói chuyện với ai, đừng nói chuyện với em. Nói gì nói vậy nè. Nè hộp dịch lộn nha mọi người, này hộp dịch lộn gì cả có xào me đó nha mọi người. Cái gì cái nói nhẹ nhàng thôi. Nè. Đây. Cái gì cái nói nhẹ nhàng đó, thôi. Đó là hủ me của chị cả và đặc biệt là chị cả làm món súp này rất là ngon nha mọi người nha. Súp này là súp măng đúng không chị? Cái gì súp hải sản. Súp cua bình thường á chị nè, mọi người thấy không? Chị cả làm rất là đặc nha. Trong cái súp cua này nó có bắp và trứng cút với lại trứng vịt bắc thảo nha mọi người nha. Đó. Rất là đặc, rất là sệt nha. Đậm đà hoa luôn. Trời ơi, đó nghe nè, chị cả bán được bao nhiêu ngàn mà chị cả sắp được chiếc xuồng ha. Cái này ăn cặp của ông ta bên kia nè, phải không? 400 quá nè. 400 quá nè, đó. Bánh hàng này dây dây quá. Tụi anh gắt bên kia chị nói. Ủa lì ơi, lì ơi. Lì kỳ cục quá lì. Mọi người ơi, tôi lỗi chị. Có lỗi với chị đó. Bữa nay buôn bán lại hết rồi đó mọi người. Chỉ có chỗ bà không có bán thôi. Đó thì hai hẹn mọi người là thứ hai. Thứ hai tuần sau hai sẽ vào. Mình sẽ bán đủ món. Anh ơi, anh ăn gì vậy? Bán mình bán. Anh ăn em không? Rồi má ơi. Dán gì cho anh ăn không? Được cái em nhiều sụn lắm anh, sụn em rất là nhiều. Anh muốn ăn gì nè? Bán mình nha má. Bắt còn ta chơi thôi. Hôm nay Bội Nhi cũng đã vô đây rồi nha mọi người nha. Đây Bội Nhi bên đây ngoại ơi. Bội Nhi vô phòng luôn rồi. Đây nè mọi người, hôm nay Bội Nhi qua bên đây nè mọi người. Đây là chỗ của Bội Nhi nè mà cả nhà. Đó. Quá xét trời ơi, quá tươi. Chỗ mua quán nè. Hôm nay hiện tại là Bội Nhi đã vô đây lại với chị hai rồi và ở ngoài Bội Nhi sẽ bán thêm nước nha mọi người nha. Thì Bội Nhi là vẫn bán những cái món mà mọi người hay biết rồi đó. Đó nói gì nói ăn cái chứ Bội Nhi bán mua đồ chị hai cũng chưa có trả tiền nha mọi người. Đó mọi người cứ comment vô kia Bội Nhi trả tiền cho chị hai. Chứ thực sự là chị hai quá khổ rồi mọi người. Không có tiền để nhập đồ nữa cho mọi người nha. Cứ lấy quá chị lấy luôn mà không cứ nhắn tin Facebook 2-3 giờ sáng. Hai ơi hai bình này, hai bình kia, năm bình nọ mà không thấy hồi âm, không thấy tiền đâu mọi người. Đó quá trời. Chưa trả luôn. Cái đầu cái nhắn tin cái im không mà mọi người ơi.